Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với tất cả các bạn một cái đề thi của lớp 9 các bạn, của một cái trường mà trung học cơ sở Mỹ Phuận của năm 2017 các bạn. Thì cái đề này nó được hay ở chỗ là nó có hai phần, đó là phần trắc nghiệm và phần tự luận các bạn. Nó đang hướng cho tất cả các học sinh lớp 9 có khả năng làm được trắc nghiệm một cách chuyên nghiệp hơn để giải quyết các bài tập của các chương trình toán của lớp 11, lớp 12 để luyện thi đại học một cách đúng theo tiêu chí của Bộ Giáo dục là hiện tại đang muốn thay đổi cái phương pháp dạy toán thủ công bây giờ thành trắc nghiệm nha các bạn. Rồi các bạn bắt đầu vào quá trình giải nhanh nha. Mình sẽ mở ra cho các bạn và hẹn thời gian cho mỗi câu khoảng tầm 10 đến 20 giây để các bạn có thể làm theo tiến độ của mình, để rồi các bạn có thể giải quyết được hết cái đề này trong vòng khoảng tầm 10 phút luôn nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Mong các bạn theo dõi, bắt đầu theo dõi nha. Rồi chuẩn bị.